Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của Trang Công Nghệ TRD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là chiếc HP EliteBook X360-1030G2. Chiếc máy này ở thời điểm ra mắt có giá bán cực kỳ đắt đỏ tại thị trường Việt Nam. Nếu một phiên bản i5 đâu đó tớ sẽ thấy với phiên bản giá đến 2.000 đô. Với phiên bản i7 của mình đang chuẩn bị giới thiệu cho mọi người đây, nó có giá bán lên đến hơn 50 triệu đồng ở thời điểm ra mắt đó là 2017 tại thị trường Việt Nam. Và hiện giờ những chiếc máy này được xách tay cũ tại thị trường Việt Nam về và hiện có mức giá bán dưới 20 triệu đồng. Tại vì sao một chiếc máy có cấu hình bình thường mà giá bán lại đắt như vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu siêu phẩm ngay bây giờ. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Các bạn ơi, siêu mỏng. Toàn bộ vỏ máy đều bằng hợp kim nhôm rất cao cấp. Logo được mạ chrome siêu tượng của HP rất đẹp. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 1,3 kg. Tiêu chuẩn độ bền quân đội STD80G với hợp kim nhôm CMC nguyên khối để cấu tạo lên vỏ chiếc máy này. Các bạn thấy là mặc dù rất mỏng nhưng vẫn được trang bị đầy đủ các cổng truyền thống, bao gồm cổng sạc này, cổng USB, cổng HDMI để các bạn kết nối ra màn hình bên ngoài, và đây là ổ khóa của máy. Còn đây là cổng thu USB 3 với băng thông dây bên ngoài cực lớn 40GB/giây, có thể kết nối ra màn hình bên ngoài độ phân giải 5K, 6K, 8K. Và đây chúng ta sẽ có một đầu độc thẻ. Đây là cái cổng mạnh nhất. Ở thời điểm 2017 thì lần đầu tiên những chiếc máy có cổng Thunderbolt 3 như này. Mạnh nhất thời đó. Đến bây giờ thì có cả Thunderbolt 4 rồi. Nhưng băng thông ra bên ngoài của nó vẫn là 40GB/giây thôi các bạn ạ. Đây các bạn thấy này. Thiết kế cực kỳ thông minh. Cái này cái G để các bạn mở máy nó đơn giản hơn này. Và trọng lượng thì mình cầm một tay thoải mái luôn. Ở bên này là phím bật nguồn các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có cổng USB nữa này. Rất tiện cho các bạn này. Cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5. Và chúng ta có volume to nhỏ để chỉnh ở sườn đây. Các bạn chú ý một chi tiết rất nhỏ ở đây là chúng ta có thể cắm sim ở đây để dùng mạng 4G các bạn ạ. Lưu ý là bên trong máy nó phải có cái WAM, có nghĩa là khe WAM các bạn cắm vào thì mới tích hợp được mạng 4G các bạn nhé. Các bạn thấy là thiết kế bên dưới của nó lắp lưng cũng bằng hợp kim nhôm. Và chiếc máy được trang bị bản Winnow Pro bản quyền, bản Win xịn nhất. Những cái khe này sẽ hút không khí vào và đẩy khí nóng ra sau ở đây các bạn nhé. Việc mở chiếc máy này ra cũng rất là đơn giản. Những cái ốc này là chúng ta có thể mở ra này. Còn đây là hai khe loa. Bây giờ thì tớ sẽ mở nội tạng bên trong chiếc máy để khám phá xem chiếc máy có khả năng nâng cấp như chất lượng bo mạch ra sao. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Vâng, thưa các bạn, thì mở chiếc máy này ra thì không quá khó với mình các bạn ạ. Các bạn thấy là cái bo mạch bên trong kín mít hết, bao gồm pin và mọi thứ thì gần như là không thể nhét thêm vào được. Ở đây chúng ta sẽ có CPU được dán trực tiếp trên bo main, RAM cũng được dán trực tiếp trên main luôn. Ổ cứng thì cho phép các bạn nâng cấp. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái loa của nó này, hai bên hai quả pin này. Các bạn ơi, bên cạnh của cái quạt là chúng ta sẽ có WAN nhé các bạn nhé. WAN chúng ta sẽ dùng được đó là SIM. Đấy, các bạn cắm vào dùng được 4G. Và ở bên cạnh đây thì các bạn thấy là bên cạnh cái phần RAM ấy, nó hàn trực tiếp cái Wi-Fi, được hàn trực tiếp trên bo mạch luôn. Nói chung là công nghệ gần như là dán chết hết trên chiếc máy này luôn. Chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp duy nhất chỉ có ổ cứng thôi. Toàn bộ các linh kiện đều được onboard trên máy. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắp vào để test chiếc máy này nhé. Mời quý vị các bạn đón xem. Vâng, thưa các bạn, là chiếc máy chúng ta X360 nó sẽ ngửa được về đằng sau như này các bạn nhé. Đó. Hoàn toàn là khi mình ngửa đằng sau thì cái bàn phím LED của nó sẽ tự tắt đi. Tiết kiệm điện cho chiếc máy này. Mình ngửa ra thì nó sẽ tự động bật lên. Và lưu ý thì cái màn hình chúng ta nó sẽ có cảm biến xoay. Các bạn dùng chiều nào thì nó sẽ xoay theo chiều đó. À. Nó sẽ tự động các bạn ạ. Đây. Và chúng ta xoay thì nó cũng rất là đơn giản, biến thành một chiếc laptop thông thường. Đây là màn hình 13.3 inch. Các bạn thấy nó có hai cái mắt hồng ngoại, nhìn thật kỹ mới thấy nó chìm ở bên trong lớp kính. Và có camera kiểu dạng như này, IR, nhận diện khuôn mặt, giúp các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và làm việc online, có camera cực kỳ tiện dụng. Và bên ngoài là lớp kính Gorilla Glassic 3. Nó sẽ hỗ trợ các bạn, hỗ trợ vừa là màn hình cảm ứng mà vừa nhìn cái màn hình nó cũng rất là sang. Logo HP được làm chìm bên trong, nhưng có vẻ như cái phần này làm khá là dày và viền màn hình chưa thực sự được mỏng. Bàn phím với chất lượng bóng cực kỳ tốt và toàn bộ phần khung này của nó đều bằng hợp kim nhôm. Các bạn thấy là những cái chi tiết nó làm rất tinh xảo với lát cắt kim cương. Không có phím bấm nhưng các bạn bấm trái phải rất tốt nhé. Còn đây là con chip bảo mật vân tay của máy này. Có lẽ là hai cái phím này là phím khó bấm nhất bởi vì nó khá là gần nhau. Đây, đó. Ở bên trên này thì có cả nút Suview này, các bạn bấm vào đây này. Đây là tính năng chống nhìn trộm, các bạn.
Đấy, các bạn này nhìn thấy này, chỉ có ở giữa mới nhìn được thôi. Mình sẽ thử quay nha. Đấy các bạn nhìn này, đã không nhìn thấy gì trên màn hình rồi. Đây là tính năng chống trộm số view do chính HP phát triển. Các bạn bấm FL và F2. Đấy, chuyển sang chế độ bình thường là các bạn hoàn toàn có thể nhìn được. Cái này cực kỳ bảo mật trong môi trường doanh nghiệp, tránh trường hợp đồng nghiệp hay những người mà thực sự cứ ngó nhìn chúng ta làm gì trên màn hình. Các bạn bật tính năng đó lên thì sẽ không nhìn được các bạn nhé. Mà chỉ có người ngồi trực diện mới nhìn được. Cái mic này, mic cái này. Tớ sẽ kiểm tra phần cứng bên trong này. Con chuột này cũng hỗ trợ tính năng cảm ứng đa điểm các bạn ạ. Đây, chip bảo mật vân tay các bạn này. Bluetooth 4.2 giúp các bạn kết nối các tín hiệu âm thanh và hình ảnh không dây. Camera nhận diện khuôn mặt IR này. Ổ cứng trong máy của Intel 240GB. Máy được trang bị HD Graphics 620, đây còn gọi là card đồ họa ON. Nó sẽ hỗ trợ cơ bản về đồ họa các bạn ạ. Wi-Fi được trang bị trên máy là Wi-Fi 5 AC 8265. Đây con chip trên máy đây. i7-7600 thế hệ thứ 7. Chất lượng ổ cứng của chiếc máy rất tiếc thì đang lắp là cái ổ cứng Santa 3 truyền thống thôi. Với tốc độ đọc của nó khoảng hơn 500 MB một giây và tốc độ ghi cũng sấp xỉ 500. Nó so với ổ cứng cơ truyền thống thì nó nhanh hơn 500%, nhưng so với ổ cứng LVMe bây giờ thì coi như vứt đi các bạn ạ. Cái tốc độ này rất là chậm. Các bạn có điều kiện thì vẫn có thể nâng cấp ổ cứng LVMe trước máy này với tốc độ nhanh hơn nhá. LVMe thì nó nhanh nhất cũng phải tầm gấp 15 lần, 1.5 GB một giây. Thưa các bạn, ở chiếc máy này rất đặc biệt này, màn hình của nó là một tần số quét 120Hz. Rất ít những chiếc máy mà ở phân khúc doanh nhân có tần số quét như này. Đây các bạn thấy này. Tần số chuyển động khung hình trên dây rất cao này, sẽ hỗ trợ các bạn những cái chuyển động trên màn hình, có những cái ứng dụng về đồ họa cực kỳ chính xác luôn. Xem chất lượng màn hình có tốt hay không nào. Tỷ lệ bao phủ màu của máy cũng lên đến 91% RGB và 62% Arup RGB. Màn hình được sản xuất năm 2017 này. Loa 3 màu sen thì mình nghĩ chắc chắn là rất hay. Âm thanh khá to, khá sinh động các bạn ạ. Loa khá to. Màn hình đạt độ sáng tối đa là 276 CD, cường độ ánh sáng cho 1m2. Màn hình IPS, góc nhìn rộng. Và độ sáng, độ tỷ lệ tương phản của màn hình đạt đến tận hơn 1.000 các bạn ạ. 1.048 trên 1 điểm. Rất tốt. Đây các bạn thấy là màn hình nghe sướng không? Màn hình nhìn rất sướng và chất lượng âm thanh tốt. Độ sáng nó chỉ ở mức gọi là các bạn dùng vừa phải thôi, không quá sáng. Tôi sẽ test một chút về tính năng màn hình cảm ứng này. Con này các bạn hoàn toàn vẫn có thể mua thêm một cái bút của HP. Các bạn có thể vẽ trực tiếp trên màn hình luôn. Chúng ta có thể dùng bất kỳ chiều nào nếu mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp với chúng ta. Đây là công nghệ cảm biến xoay này. Cái này thì ở bên chiều này các bạn thấy là rất nhiều lúp, thì chúng ta xoay chiều này nó tiện này, tránh trường hợp bị chạm. Mọi thứ rất đơn giản luôn. Đó, rất tiện. Có lẽ là dùng bút thì chúng ta sẽ chính xác hơn. Những chiếc máy bán sẽ không kèm bút. Còn nếu mà tìm mua bút bên ngoài, nó khoảng hơn 1 triệu cho cái bút để có thể vẽ trên màn hình như này nhé. Bút thì mình có tìm hiểu nó có thể nhận đến 3.000 lệnh. Nên các bạn có thể dùng chiếc máy này vẽ cực kỳ tuyệt vời. Đó, rất tiện dụng luôn. Các bạn chú ý thì hiện đại thì bao giờ cũng hại điện, cái màn hình này rất đắt đỏ. Bởi vì các bạn thấy nó ép trực tiếp những cái phần khung trên màn hình. Nếu như các bạn không may dùng mà rơi, vỡ, các bạn sẽ phải thay một cái màn hình này với giá từ 5 đến 6 triệu đồng. Rất đắt đỏ các bạn ạ. Nên dùng máy phải rất là cẩn thận các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang test bằng phần mềm Fullmax để cho thấy cái nhiệt độ của chiếc máy có cao hay không. Thực tế thì dòng máy này nó tản nhiệt ở đây, chúng ta sẽ thấy vỏ bằng hợp kim nhôm thì nó tản nhiệt cũng khá là nhanh. Và nhiệt độ trong máy nó hiển thị ở mức khoảng dưới 8 độ C, quạt hoạt động không quá ồn. Còn với chế độ 3D thì chiếc máy lại rất tệ, bởi vì máy chúng ta không được trang bị Vega rời và với chip U nó sẽ không phù hợp cho các bạn làm đồ họa 3D cũng như chơi game chuyên nghiệp, bởi vì cấu hình của máy chúng ta nó không để dành cho các bạn. Đấy, các bạn mua máy chú ý nhé.
Các bạn thấy nó rất là giật, nó chỉ có 6 FPS thôi. Vâng, thưa các bạn thì tớ đang test tựa game Alien các bạn ạ. Đây là một game 3D nhưng lại không yêu cầu máy cấu hình quá cao vẫn có thể chơi được. Chiếc máy chúng ta hiển thị mức nhiệt độ khoảng trên 70 độ C khi chơi game. Chất lượng âm thanh tốt và chất lượng màn hình với tần số quét 120Hz thì cái khung hình chuyển động nó cực kỳ chính xác. FPS chúng ta nhận được khoảng từ 50 đến 60. Và chất lượng bàn phím của chiếc máy này bấm thì nó rất là sướng rồi. Với những tựa game tầm trung thì các bạn vẫn có thể cài vào để vui chơi giải trí chat những lúc công việc căng thẳng qua những chiếc máy như này. Nhưng lưu ý với những tựa game nặng hơn, không yêu cầu VGA rời mạnh hay CPU mạnh thì chiếc máy chúng ta không đáp ứng được đâu các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn thấy là mình đã vừa trải nghiệm xong với chiếc HP EliteBook 1030 X360. Đây là một chiếc máy rất năng động các bạn ạ, có khả năng xoay chuyển một tác vụ thôi là các bạn sẽ biến thành một chiếc máy tính bảng với trọng lượng 1,3 kg, màn hình 13,3 inch, chất lượng tốt, thậm chí là tần số quét cho cái màn hình này lên đến 120Hz chứ không phải là 60Hz trên những dòng máy thông thường đúng không? Chất lượng bảo mật vô cùng tuyệt vời, cũng cấu tạo lên một chiếc máy nó có giá bán đắt đỏ như vậy. Chúng ta sẽ có bảo mật vân tay và ở thời điểm năm 2017 mà đã có camera nhận diện khuôn mặt IR không phải là điều đơn giản. Nó cực kỳ bảo mật và với cái lớp bảo mật cho BIOS này, bảo mật Win, chúng ta sẽ có 4 lớp bảo mật cho chiếc máy này. Chiếc máy này được mệnh danh là một trong những chiếc máy có khả năng bảo mật nhất dành cho doanh nghiệp. Còn với chất lượng của dòng EliteBook thì nó đã quá nổi tiếng trong giới người dùng kỹ thuật cũng như doanh nghiệp rồi. Máy trang bị đầy đủ hết các cổng và các công nghệ mạnh nhất. Các bạn thấy nó có cả Thunderbolt 3 luôn. Với băng thông ra bên ngoài lên đến 40GB một giây. Kinh khủng khiếp không? Chiếc đời 7 mà 40GB một giây. Chất lượng màn hình tuyệt vời, chất lượng bàn phím tuyệt vời và chất lượng loa không có gì để chê. Như ý các bạn, chiếc máy này nó dành chủ yếu cho các bạn sử dụng như là lập trình, văn phòng và các ứng dụng về đồ họa tầm trung thôi. Chống chỉ định cho anh em làm đồ họa và chơi game chuyên nghiệp trên chiếc máy. Bởi vì mặc dù là máy có giá bán rất đắt đỏ, nhưng nó không phải dành cho game thủ, nó không phải dành cho những người làm đồ họa chuyên nghiệp mà chỉ dành cho các bạn làm đồ họa tầm trung. Thời lượng pin của chiếc máy có thể duy trì dùng khoảng 8 giờ cho các bạn làm việc liên tục thì có lẽ là quá ổn định cho các bạn làm công việc thường xuyên di chuyển đi lại. Với khả năng X360 màn hình cảm ứng thì chúng ta có thể dùng chiếc máy này dùng bút trực tiếp để vẽ, sáng tạo nội dung chính trên chiếc màn hình này luôn, cực kỳ tiện dụng luôn. Màn hình cảm ứng đa điểm rất tuyệt vời và viền màn hình của nó cũng rất mỏng các bạn ạ. Nói chung với cái chất lượng như vậy thì không có gì để chê. Vâng, thưa các bạn, là chương trình trên tay và đánh giá dòng sản phẩm HP EliteBook 1030 X360 G2 của mình xin đây là khép lại các bạn nhé. Các bạn đã từng trải nghiệm dòng sản phẩm này, các bạn hãy để lại ý kiến riêng các bạn chất lượng sản phẩm ra sao thì nói cho khán giả biết các bạn nhé. Rất hy vọng mọi người ủng hộ kênh của Lương bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những siêu phẩm về laptop tại Shop Công nghệ TLD. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.